chứng khoán tuần từ ngày 1 tới ngày 5 tháng 11, VN Index chậm rãi tiến lên. Phố Wall nối dài hưng phấn sang phiên giao dịch ngày thứ 6 khi nhận được trợ lực từ dữ liệu kinh tế lạc quan bên cạnh mùa báo cáo quý 2 mạnh mẽ. USD đảo chiều tăng vọt song không đủ sức mạnh ngăn cản đà tăng dữ dội của giá vàng phiên đêm qua. Giá dầu đảo chiều quay lại với đà tăng trong ngày thứ 6 sau khi các nhà sản xuất OPEC cộng từ chối lời kêu gọi đẩy nhanh tốc độ gia tăng sản lượng của Mỹ. Bitcoin tiếp tục giảm, nhà đầu tư Bitcoin lo sợ. Tất cả sẽ có trong điểm tin cuối tuần 1 tháng 11 kèm một số tin tức quốc tế đáng chú ý. Đầu tiên phải kể đến là diễn biến thị trường chứng khoán tại Việt Nam. Chứng khoán tuần từ ngày 1 tới ngày 5 tháng 11, VN Index chậm rãi tiến lên. Trong phiên cuối tuần, VN Index tăng nhẹ 0,56% lên mức 1.456,51 điểm. HNX Index tăng ở mức 1,24%, đạt 427,64 điểm. Xét cho cả tuần thì cả hai chỉ số cùng nhau giao dịch tích cực. VN Index tăng tổng cộng 0,86%, còn HNX Index có mức tăng cả tuần còn mạnh hơn ở mức 3,77%. Khối lượng khớp lệnh trung bình trên sàn HOSE đạt hơn 1.051 triệu cổ phiếu trên một phiên, tăng 26,79% so với tuần giao dịch trước đó. Còn sàn HNX đạt trung bình gần 169 triệu cổ phiếu trên một phiên, tăng 20,39%. Phiên đáng chú ý nhất trong tuần vừa qua là phiên ngày 3 tháng 11. Nhiều ngành trên thị trường giảm mạnh nhưng nhờ sự gồng gánh của các cổ phiếu ngân hàng mà chỉ số VN Index chỉ giảm nhẹ hơn 8 điểm. Đây cũng là phiên xác lập kỷ lục mới về thanh khoản của thị trường chứng khoán Việt Nam với giá trị giao dịch đạt gần 51,97 ngàn tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần 1.932 tỷ đồng trên cả hai sàn, khối ngoại bán ròng hơn 1.858 tỷ đồng trên sàn HOSE và bán ròng gần 74 tỷ đồng trên sàn HNX. Tiếp theo điểm tin sẽ là diễn biến thị trường chứng khoán nước ngoài. Phố Wall nối dài hưng phấn sang phiên giao dịch ngày thứ 6 cuối tuần ngày 5 tháng 11 khi nhận được trợ lực từ dữ liệu kinh tế lạc quan bên cạnh mùa báo cáo quý 2 mạnh mẽ. Bộ Lao động Mỹ hôm thứ 6 công bố báo cáo việc làm tháng 10, dữ liệu quan trọng được thị trường quan tâm. Theo đó, nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tạo thêm 531.000 việc làm trong tháng 10 và tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,6%. Cả 3 chỉ số chính trên phố Wall đều đóng cửa trong sắc xanh. Mùa báo cáo quý 3 vẫn tiếp tục với những kết quả mạnh mẽ, giúp cho tâm lý thị trường ổn định hơn. Với khoảng 440 công ty đã công bố báo cáo cho đến nay, thì lợi nhuận của S&P 500 dự kiến sẽ tăng 41,5% trong quý 3. Kết thúc phiên ngày 5 tháng 11, chỉ số Dow Jones tăng 203,71 điểm, tức 0,56%, lên mức 36.327,91 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 17,47 điểm, tức 0,37%, lên mức 4.697,53 điểm. Chỉ số NASDAQ Composite tăng 31,28 điểm, tức 0,2%, lên 15.971,59 điểm. Trong tuần, S&P 500 tăng 2%, Dow Jones tăng 1,42%, trong khi NASDAQ Composite tăng 3,05%. Chứng khoán châu Âu nới rộng đà tăng trong phiên ngày thứ 6, đánh dấu thêm một tuần tích cực, dẫn đầu bởi đà tăng cổ phiếu du lịch sau cập nhật tích cực từ hãng sản xuất dược phẩm Mỹ Pfizer về thuốc trị COVID-19, bên cạnh lạc quan về mùa báo cáo quý 3. Kết thúc phiên ngày 5 tháng 11, chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 24,05 điểm, tức 0,33%, lên 7.303,96 điểm. Chỉ số DAX tại Đức tăng 24,71 điểm, tức 0,15%, lên 16.054,36 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Pháp tăng 53 điểm, tức 0,76%, lên 7.040,79 điểm. Kết thúc tuần, chỉ số FTSE 100 tăng 0,92%, chỉ số DAX tăng 2,33%, chỉ số CAC 40 tăng 3,08%. Chứng khoán châu Á đồng loạt giảm trong phiên cuối tuần. Chứng khoán Nhật Bản giảm khi tâm lý thị trường bị đè nặng bởi bất ổn về triển vọng của các doanh nghiệp trong nước. Chứng khoán Trung Quốc giảm do chịu sức ép từ nhóm cổ phiếu khai thác than trong bối cảnh Trung Quốc có các biện pháp tích cực để kiềm chế giá than tăng và thúc đẩy sản xuất. Bên cạnh đó, thì chứng khoán Hồng Kông cũng giảm do các cổ phiếu công nghệ lớn kéo lùi. Chứng khoán Hàn Quốc giảm do rủi ro lạm phát ngày càng tăng cao và chuỗi cung ứng toàn cầu vẫn ách tắc làm giảm khẩu vị rủi ro trên thị trường. Kết thúc phiên ngày 5 tháng 11, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 182,80 điểm, tức 0,61%, xuống còn 29.611,57 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 35,30 điểm, tức 1%, xuống còn 3.491,57 điểm.
Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 354,68 điểm, tức 1,41%, xuống còn 24.870,51 điểm. Và cuối cùng là chỉ số KOSPI tại Hàn Quốc giảm 13,95 điểm, tức 0,47%, xuống còn 2.969,27 điểm. Kết thúc tuần, chỉ số Nikkei 225 tăng 2,49%, chỉ số Shanghai Composite giảm 1,57%, chỉ số Hang Seng giảm 2% và cuối cùng là chỉ số KOSPI giảm 0,05%. Tiếp nối bản tin sẽ là tin tức nổi bật của giá vàng trong tuần vừa qua. Tuy USD đảo chiều tăng vọt, song không đủ sức mạnh để ngăn cản đà tăng dữ dội của giá vàng trong phiên. Giá vàng tăng mạnh sau khi Fed duy trì mức lãi suất thấp sau cuộc họp hồi giữa tuần, bên cạnh lực cầu bắt đáy dồn dập sau khi vàng giảm khá mạnh trong phiên trước đó. Kết thúc phiên ngày 5 tháng 11, giá vàng giao ngay tăng 26,20 USD, tức 1,46%, lên mức 1.818 USD cho một ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 12 tăng 23,30 USD, tức 1,3%, lên mức 1.816,80 USD cho một ounce. Trong tuần, giá vàng giao ngay tăng 1,89%, còn giá vàng tương lai giao tháng 12 tăng 1,84%. Giá dầu đảo chiều quay lại với đà tăng trong ngày thứ 6 sau hai phiên giảm liên tiếp, được thúc đẩy bởi những lo ngại thiếu hụt nguồn cung sau khi các nhà sản xuất OPEC cộng từ chối lời kêu gọi đẩy nhanh tốc độ gia tăng sản lượng của Mỹ. Sau cuộc họp hôm ngày 4 tháng 11, OPEC cộng đã nhất trí tuân theo kế hoạch tăng sản lượng dầu lên 400.000 thùng trên một ngày kể từ tháng 12, bất chấp lời kêu gọi tăng sản lượng để hạ nhiệt giá dầu của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Kết thúc phiên ngày 5 tháng 11, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ WTI tăng 2,46 USD, tức 3,03%, lên mức 81,27 USD cho một thùng. Giá dầu thô Brent tăng 2,20 USD, tức 2,66%, lên mức 82,74 USD cho một thùng. Trong tuần, dầu Brent giảm khoảng 2%, dầu WTI giảm 2,7%. Tiếp theo sẽ là diễn biến thị trường tiền điện tử trong tuần qua. Giá Bitcoin ngày 6 tháng 11 tiếp tục giảm, nhà đầu tư Bitcoin lo sợ. Giá Bitcoin ngày 6 tháng 1 ghi nhận vào thời điểm 9 giờ giảm xuống mức khoảng 61.058,39, giảm 1,78% so với 24 giờ trước đó. Đồng tiền lớn thứ hai Ethereum giảm 1,36%, còn 4.482,57 USD. Binance Coin tăng mạnh 4,32% trong ngày lên 603,8 USD. Tether tăng 0,12% trong ngày lên 1 USD. Cardano giảm nhẹ 0,07% trong 24 giờ xuống còn 1,99 USD. Solana giảm 0,66% còn 239,76 USD. Ripple giảm mạnh 2,78% còn 1,16 USD. Polkadot giảm còn 51,04 USD, mất 3,17% trong ngày. Hex tăng mạnh 4,57% lên mức 0,2080 USD. Và cuối cùng là Dogecoin tăng 1,51% ghi nhận ở mức 0,2586 USD. Tổng giá trị thị trường tiền kỹ thuật số ghi nhận vào thời điểm 7 giờ 24 phút ở mức 2.706,90 tỷ USD, tăng nhẹ 5,88 tỷ USD so với 24 giờ trước đó. Và phần cuối cùng đó là tin tức quốc tế nổi bật trong tuần vừa qua. Hai tập đoàn dầu mỏ lớn nhất nước Mỹ, ExxonMobil và Chevron, ngư ông đắc lợi nhờ giá dầu bùng nổ. Trong quý 3 năm 2021, thì ExxonMobil, công ty dầu mỏ lớn nhất của Mỹ, đã nhanh chóng chuyển lỗ thành lãi với mức lãi ròng 6,8 tỷ USD từ sau khoản lỗ 680 triệu USD một năm trước. Doanh thu của ExxonMobil trong quý 3 đã tăng 60% so với cùng kỳ năm trước, lên mức 73,8 tỷ USD, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ. Trong khi đó, Chevron, công ty dầu mỏ lớn thứ hai của Mỹ, ghi nhận lợi nhuận điều chỉnh trong quý 3 là 5,8 tỷ USD, không bao gồm các hạng mục đặc biệt. Đây là kết quả kinh doanh quý tốt nhất trong 8 năm qua của Chevron. Ngoài ra, dòng tiền 6,7 tỷ USD mà Chevron tạo ra trong quý cũng là kỷ lục đối với tập đoàn này. Lợi nhuận điều chỉnh của Chevron không những cao hơn 34% so với những dự đoán mà các nhà phân tích đưa ra trong cuộc khảo sát của Refinitiv, mà nó còn cao gấp 17 lần so với con số 340 triệu USD mà tập đoàn này ghi nhận một năm trước. Cổ phiếu của ExxonMobil và Chevron tuần qua đều nhích nhẹ sau những kết quả kinh doanh nổi bật trong quý 3. Từ đầu năm đến nay, thì cổ phiếu của ExxonMobil đã tăng dựng đứng 56% tính đến cuối ngày giao dịch 28 tháng 10, trong khi cổ phiếu của Chevron lên giá 33%. Giá quặng sắt tiếp tục giảm mạnh khi Trung Quốc kìm hãm thị trường bất động sản.
Giá hợp đồng tương lai quặng sắt Singapore có thời điểm giảm 7,5% xuống còn 92,75 USD trên 1 tấn vào ngày 2 tháng 11 và đóng cửa có ngày giảm thứ 5 liên tiếp. Trong khi đó, giá hợp đồng tương lai quặng sắt trên sàn Đại Liên đã giảm xuống mức thấp nhất trong ngày trong khi thép cây và thép cuộn cán nóng giảm tại Thượng Hải. Lý do chính khiến cho giá quặng sắt sụt giảm là do Trung Quốc, nhà sản xuất thép hàng đầu thế giới, đã hạn chế khí thải và ô nhiễm trong lĩnh vực thép, cũng như là thực hiện những chính sách kiểm soát thị trường bất động sản. Trung Quốc đã áp đặt các hạn chế đối với sản xuất thép trong suốt năm 2021 và được mở rộng sang quý 1 2022 trong nỗ lực đảm bảo bầu trời xanh cho Thế vận hội mùa đông. Thị trường quặng sắt đã trở nên bất ổn trong tháng 10 khi nhu cầu dự trữ vào đầu tháng 10 đã khiến cho các hợp đồng tương lai tăng vọt từ mức thấp nhất trong 16 tháng. Tuy nhiên, sự phục hồi này đã chùn bước do lo ngại ngày càng tăng về vấn đề nhu cầu tiêu thụ trong dài hạn khi mà thị trường bất động sản Trung Quốc suy yếu. Hàn Quốc, CPI tăng cao kỷ lục trong gần 10 năm. Theo số liệu từ cơ quan thống kê quốc gia Hàn Quốc thì chỉ số CPI tháng 10 tại Hàn Quốc đã tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn một chút so với dự báo tăng 3,3% của các chuyên gia kinh tế. So với tháng 9, CPI tháng 10 tăng 0,1%. Đây là tháng thứ 7 liên tiếp lạm phát vượt mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc, tăng khả năng ngân hàng này sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp ngày 25 tháng 11 sắp tới. Lạm phát tháng 10 của Hàn Quốc được thúc đẩy chủ yếu bởi chi phí vận tải tăng 10,4% và do giá năng lượng tăng, đóng góp mức tăng 0,11% vào CPI. Phí viễn thông tăng 13,1%, đóng góp 0,57 điểm phần trăm, còn lại là tiện ích, thực phẩm, nhà hàng và chỗ ở. Lạm phát lõi không gồm giá nông sản và dầu tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước, cao nhất kể từ năm 2012. Canada, Cuba tiếp tục nới lỏng hạn chế với du khách quốc tế. Ngày 2 tháng 11, Bộ trưởng Giao thông Cuba cho biết số chuyến bay quốc tế tới Cuba có thể tăng từ 63 chuyến một tuần hiện nay lên thành 400 chuyến một tuần vào giữa tháng 11 khi mà đảo quốc Caribe này nới lỏng các hạn chế do đại dịch. Số chuyến bay từ Mỹ đến sân bay quốc tế Charles Martí dự kiến sẽ tăng từ 4 lên gần 80 trong vài tuần tới. Bắt đầu từ ngày 7 tháng 11, du khách quốc tế tới Cuba sẽ không còn bị yêu cầu cách ly tại khách sạn, mà từ ngày 15 tháng 11, hành khách có thể nhập cảnh với hộ chiếu vaccine hoặc các văn bản chứng nhận tiêm chủng. Chính phủ Canada đã tiến thêm một bước nữa trong việc khôi phục ngành du lịch khi mà thông báo mở rộng danh sách các sân bay được tiếp nhận các chuyến bay quốc tế. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Oman O'Hara cho biết có thêm 8 sân bay sẽ bắt đầu đón khách quốc tế từ ngày 30 tháng 11, nâng tổng số sân bay của Canada mở cửa cho du khách toàn cầu lên thành 18 sân bay. Bộ trưởng O'Hara khẳng định quyết định trên sẽ đảm bảo du khách có thể tiếp cận nhiều sân bay trong khu vực hơn để đi du lịch quốc tế trong mùa đông này. Bắt đầu từ ngày 30 tháng 10, mọi hành khách ở Canada từ 12 tuổi trở lên sẽ phải được tiêm phòng đầy đủ trước khi lên máy bay, tàu hỏa hoặc tàu biển. Ngay cả những hành khách đã được tiêm chủng đầy đủ cũng phải xuất trình bằng chứng xét nghiệm âm tính khi trở về Canada. Tuy nhiên, chính phủ Canada hiện đang phải đối mặt với áp lực bỏ quy định này. Điểm tin tuần 1 tháng 11 được tổng hợp từ tin nhanh chứng khoán, VOH và Vietstock. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin tài chính số tiếp theo vào cuối tuần sau nhé!